Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về được một em đã thất sủng từ lâu, phải nói là như thế vì lâu lắm rồi thì iSet mới mua lại được một chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu FC hay còn gọi là Federique Constant Geneva. Chiếc đồng hồ này mình bán cho một người em khá là đặc biệt và hôm nay em đã lên đời Mont Blanc và để lại cho mình với một cái mức giá rất là tốt để cho anh em chơi. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm FC705 với size 42mm và trước đây thì được bán new tại các shop như của iSet thì bán khoảng 3x lớn đến 4x. Tuy nhiên hiện tại thì chiếc này thì giá rất tốt anh em nhé, mình sẽ mở ra cho anh em xem. Chiếc này người em mình mua từ mới 100% và bây giờ một chủ dùng cực kỳ là giữ gìn và đẹp. Còn đầy đủ tác luôn và đầy đủ giấy tờ luôn. Chiếc này thì sẽ có mã là FC705NR4S6 như các bạn vừa thấy ở đây. Đó. Và đây là giấy tờ như của FC hồi xưa. Đó. Đếp thì chiếc này loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 2020-2021 anh em ạ. Mình sẽ cùng trên tay cho anh em xem. Trước đây thì iSet cũng đã lên tay khá là nhiều cái dòng sản phẩm là FC705 này rồi. Đó, tuy nhiên là bây giờ thì nó cũng vào thuộc dạng của hiếm và để có một chiếc mà lướt qua sử dụng giá hợp lý như này thì mình nghĩ là mình nên lên video để anh em xem. Chứ còn bên mình cũng đã post ở fanpage với cả Zalo đầy đủ rồi. Anh em nào mà nắm được thông tin thì có thể là lên nhé. Chiếc này là một chiếc FC7 series và mã của nó thì như mình đã show với anh em FC705. Chiếc này thì sẽ có mặt dial màu xanh blue và màu xanh blue của chiếc này thì rất là sâu thẳm. Nó có một cái thân thép các bạn ạ và về cái cấu hình của nó thì rất là tốt so với tầm tiền. Giá retail của chiếc này loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 3.800 đô, tức là khoảng tầm 97-98 triệu cơ. Đó. Tuy nhiên là trước đây thì thị trường sách tay bán ra khoảng tầm 4x triệu và đến có thời điểm là 3x triệu. Đó, còn hiện tại chiếc này thì bên mình để cho anh em là 23.900.000 đồng nhá. Đây là mức giá phải nói là cực kỳ tốt và cực kỳ hời với anh em với một chiếc là FC7 series như chiếc này. Quay trở lại với chiếc đồng hồ, chiếc này có size là 42mm và có cái càng rất là cục. Đó, càng cục và chiếc này thì sẽ có cái lắc tu lắc đâu đó vào khoảng tầm 47mm và chỉ cần tay 16 là anh em đeo được thôi. Cậu em mình thì tay thậm chí còn 15.5. Đó, vẫn máu đeo chiếc này và đeo vẫn rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là lên tay của mình là 18.5, nó dư thừa khá là nhiều. Và khi lên tay thì anh em lưu ý chiếc này là cần tay khoảng 16cm chúng ta đeo là đã là đẹp rồi. Tay 16.5 đến 17 thì còn tuyệt vời nữa. Phần thân thép được hoàn thiện rất là tốt. Đó, và nó hoàn thiện đa phần là bóng. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính của đồng hồ. Núm này thì được làm theo dạng là quả quýt với những cái khía để cho chúng ta có ma sát khi chúng ta sử dụng. Về mặt dial với màu xanh blue trải tia, đó, từ tâm của bộ kim, chúng ta sẽ có kim giờ, kim phút và ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái sub dial, đó là sub dial moon phase kết hợp với lịch ngày. Lịch ngày sẽ được chỉ bằng một, như các bạn thấy ở đây, một kim nhỏ màu trắng. Đó, vì là mặt số màu xanh cho nên là các chi tiết khác được sơn màu trắng để cho nó nổi bật lên trên cái mặt số xanh này, bao gồm là các cọc số La Mã này, các cái ngày sâu ở đây trong cái lịch chỉ ngày này và thậm chí là cả moon phase. Thì moon phase thì các bạn thấy là nó cũng là nền mạ xanh, đó, mạ xanh bóng và sau đó là mặt trăng với cả các ngôi sao thì sẽ được sử dụng màu trắng bạc. Đó, thiết kế rất là đẹp. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một bộ máy là in-house movement. Đây là bộ máy FC705 được bay trên dòng máy in-house đầu tiên của FC là FC700. Thì với chiếc FC705 này thì mẫu này thì nó sẽ có ghi ở đây luôn là bay trên dòng FC700. Đó. Và chiếc này thì sẽ có là 26 chân kính cùng với đó là 42 giờ tích cóp và tần số là 4 Hz 28.800 anh em nhé. Đó. Chiếc này thì sẽ có độ chống nước là 30m đủ dùng và kính là kính sapphire hơi cong nhẹ hay còn gọi là convex sapphire. Đi kèm thì đây vẫn còn sợi dây zin, nhưng sợi dây zin thì đã cũ rồi. Thì anh em nào mua thì bên mình sẽ hỗ trợ là tặng anh em một bộ dây da cá sấu màu xanh hoặc màu đen tùy theo anh em muốn mua. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái khóa gập
khóa gập này là size 18 với logo hình khiên của FC. Nói chung là về thiết kế dòng này thì rất là quen thuộc rồi, không có gì để chê cả. Quan trọng nhất bây giờ là mức giá là 23.900.000 full box như anh em vừa thấy. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc FC705 mà đã tuyệt chủng này thì anh em có thể liên hệ iSet theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.